chào mừng các bạn đã đến với channel của AMPS Mobile. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cũng như là mình chia sẻ cho các bạn một cái đội hình đá rất là ghê nha, cũng như là phòng thủ rất là tốt luôn. Mình đã chơi rất là nhiều những cái đội hình, cũng như là mình chia sẻ cho những bạn nào mới chơi có rất là nhiều những cái đội hình luôn, 4-3-1-2, 4-2-1-3, 4-1-2-3 rồi rất là nhiều. Nhưng mà đây là cái đội hình mà mình cảm thấy mình đá nó rất là ưng luôn các bạn. Mình đá 10 trận và mình chưa có thua trận nào ha, chỉ cầm hòa hoặc là mình ăn người ta thôi. Nó khi mà các bạn chơi Leo Rank hay là các bạn đá những cái tour event á, rất là dễ win luôn. Cái đội hình này là đội hình 5-3-2 ha. Các bạn có thể đổi ở cái mục Transformation này, nó 5-3-2. Và có những cái style thì các bạn thích cái style nào thì các bạn chơi ha. Ở đây mình đã chơi quen cái style Processing Game nên là mình theo cái style thì mình chơi luôn ha. Cũng có thể chơi được ở cái style long ball counter hoặc là long ball hay là whisk counter outside, tùy các bạn nha. Đó, thì mình chơi theo style processing game là kiểm soát bóng. Mình sẽ nói về cái hàng phòng thủ á. Hàng phòng thủ thì các bạn có thể đưa Viker Van Dis vào cũng được ha. Koulibaly này, một cái style destroyer, gọi là style đánh chặn đó các bạn, rất là ghê ha. Còn style build up là style hỗ trợ bọc lót cho Koulibaly nè. Delay cũng là một cầu thủ thủ quá tốt rồi, các bạn có thể cho Varane vào cũng được. Đó, tùy các bạn thích ông nào thủ thì các bạn cho vào ha. Cánh thì các bạn hãy cho những cầu thủ có chỉ số phòng thủ cao ha. Điển hình ở đây là Guriel nè. Cái speed không cao nhưng mà cái chỉ số phòng thủ rất là tốt luôn nha các bạn, rất là đều luôn. Đó, các bạn có thể coi cái bộ chỉ số điều khiển bóng, rê bóng rồi chuyền ngắn, chuyền dài rồi rất là mượt. Tại sao mình lại không cho Hernandez vào? Các bạn có thể coi nè. Chỉ số mặc dù Hernandez rất là nhanh luôn nha các bạn, nhưng cái chỉ số không được đẹp cho lắm. Speed 94 cũng tạm ổn thôi. Nó và stamina 90. Nhưng mà chỉ số phòng thủ thì không được tốt ha. Mình không đánh giá cao chỉ số phòng thủ của Hernandez nên là mình sẽ cho ông này vào. Đó. Còn John Cancelo cầu thủ quá toàn diện rồi nên mình không nói nhiều ha. Ở tuyến giữa thì các bạn có thể xây dựng những cầu thủ nào thì ở đây mình nói về 2CMF ha. 2CMF thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn là các bạn hãy đưa những cầu thủ có chỉ số chuyền tốt ha. Đừng quan tâm cái chỉ số phòng thủ các bạn, chuyền thôi. Tại vì các bạn biết là ở tuyến giữa mà muốn đưa bóng lên tiền đạo á, thì phải cần những cầu thủ có chân chuyền tốt. Ví dụ như là Kevin Prainer này, Bruno Fernandes này. Đó là những cái sự lựa chọn rất là tốt luôn nha các bạn. Ở đây có chỉ số chuyền ngắn 88 và chuyền dài 90 này. Hay là Jorginho cũng được ha. Chuyền ngắn và chuyền dài tới 89 là người chỉ số chuyền rất là tốt luôn. Hay là Dani Alves cũng được nè. Tùy các bạn thích cầu thủ nào thì các bạn đưa vào ha. DMF thì các bạn có thể cho Casemiro hoặc là De Rai. Nó hay là Zikimit cũng được. Nó cầu thủ nói chung là cầu thủ nào thủ tốt ở tiếng giữa thì các bạn đưa vào. Ở đây mình có Makelele được chứ. Cái vé này là vé free các bạn. Mình quay dính quá là may mắn ha. Đó, chỉ số thủ của bạn ghê rất là cao ha. Rồi, ở cái phần CF thì các bạn có thể cho một tiền đạo có tốc độ cao. Điển hình ở đây là cái style Goalbuster ha. Mình chơi Kylian Mbappe này. Hoặc là các bạn có thể đưa vào một tiền đạo có cái style box to box các bạn. Đây, style Goalbuster luôn các bạn. Mình nhớ style box to box là của ông nào ạ? Hình như là của Erling Haaland thì phải. Goalbuster luôn. Ok, mình không nhớ style của ông đó. Thì các bạn có thể đưa một tiền đạo tốc độ cao vào ha. Cộng với là các bạn sẽ chơi một bên là SS nha các bạn. Ông này sẽ lùi sâu xuống và hỗ trợ ban bật cũng như là hỗ trợ nhận bóng ở tuyến giữa ha. Ở bên cánh này thì mình khuyên các bạn nên chơi một cầu thủ có chỉ số chuyền tốt ha. Tại vì một tiền đạo chạy và một người hỗ trợ chuyền bóng gọi là thoát khỏi hàng hậu vệ của đối phương đó, thì mình xây dựng một CF và một SS ha. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu để mình nói thực tế hơn cũng như là mình xem cái đội hình đá như thế nào ha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên thế nào. Ở đây mình gặp một ông người Nhật, ông ấy chơi những cầu thủ theo quốc gia các bạn. Mình thấy có rất là nhiều cầu thủ hình như là quốc gia Nhật và có những cầu thủ 3 sao đổi trong cái shop. Các bạn có thể đổi những cầu thủ đó. Trong cái box đó mình nhớ hình như có một cầu thủ là Cleo Serra bạn. Mình đã có làm về ông này rồi. Ông này đá rất là hay nha các bạn. Gọi là tì đè cũng như là làm tường rất là tốt luôn. Và cái tốc độ thì không thể chê vào đâu được. Nói sơ qua một tí về cái chiến thuật cũng như là cái đội hình đi ha. Các bạn có thể thấy ở tuyến giữa rất là đông cầu thủ phòng thủ luôn. Ok, và pha này Neymar đứng ở một cái vị trí quá là thuận lợi và nhẹ nhàng dứt điểm.
những cái pha này các bạn cứ dứt điểm, gọi là dứt điểm nhẹ thôi. Nếu như các bạn gồng hết ngay năng lượng, các bạn dứt điểm mạnh quá thì một là bóng bay lên trời, hai là cầu thủ ra chân rất là chậm và bên CB kia nó phá được. Đây là một trong những cái đội hình mà mình nghĩ thì mình hay sử dụng chiến thuật là 4-2-1-3 vào danh sách yêu thích chạy cánh. Nhưng mà dạo gần đây mình thủ hơi yếu, với lại mình gặp những cái ông đá hay quá bạn, những cái ông ở cái rank DVC Season 2 với lại DVC Season 1 đá rất là khét. Và kiểu như là mình cứ sử dụng CB xong rồi tạo ra quá là nhiều khoảng trống. Mà từ ngày mình chơi cái chiến thuật này thì hậu vệ bọc lót rất là tốt. Khi mà mình có lỡ tay mình kéo một CB nào đó thì vẫn còn có một CB ở phía sau bọc lót ha. Và các bạn có thể thấy là tuyến giữa như là Makelele cũng như là Bruno Fernandes, Dani Alves vẫn lui về sâu hỗ trợ ở trong cái đội hình này. Và nếu như mà đội hình có bóng thì các bạn có thể thấy là hai bên cánh Dani Alves và Bruno Fernandes vẫn dâng lên hỗ trợ tấn công. Ô, pha này mình sẽ dứt điểm nhưng mà khá là nhẹ cái pha này ha. Mình nên đẩy tới một nhịp nữa và mình sử dụng Stunning để sút luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Về phần đá phạt góc đánh đầu thì có rất là nhiều cách đá. Các bạn có thể tạt vào trong CTB đánh đầu cũng như là truyền về tiếng hai giống như mình. Pha này bóng đi khá là cuộn và Cancelo có một pha điểm bóng vào lưới của đối phương. Bruno thì là một cầu thủ mình không phải nói quá nhiều ở trong game cũng như là ngoài đời. Mình thấy hiện tại những cái chương trình trong game nha, mình sẽ nói về những cầu thủ đương đại. Bruno và Kevin De Bruyne là những cầu thủ nói chung là những cái chân truyền quá là xuất sắc rồi. Cái tỷ lệ đường truyền cũng như là những cái đường chọc khe rất là ác và sẽ có rất là nhiều cơ hội chúng ta ha. Và đây mình phát sót này sau đó cứa lòng, nhưng mà đây không phải là chân thuận của Mbappe ha. Một cái lời khuyên mình dành cho các bạn là khi mà các bạn muốn sút ấy, các bạn hãy đưa bóng về chân thuận của cầu thủ ha. Điển hình Mbappe thuận chân phải thì chúng ta sẽ đưa về cái cánh chân thuận, sau đó chúng ta dứt điểm, nó sẽ bóng với lực hơn và nó chính xác hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là những pha phòng thủ của cái đội hình này đó, pha này mình sẽ cho Dani Alves thoát xuống cánh này, ok, và mình sẽ tạt vào trong đánh đầu ha. Sau khi chơi rất là nhiều trận đấu ở cái đội hình này thì mình thấy cái điểm mạnh của cái đội hình này là những cầu thủ sẽ lui về khi mà không có bóng, hỗ trợ cái việc thu hồi bóng và sau đó tổ chức phản công. Khi có bóng trong chân các bạn đừng vội chuyền á, hãy nhìn xem hướng nào có khoảng trống thì chúng ta sẽ chuyền đó. Pha này do Carlo chọc khe cho Mbappe này và Mbappe đã đối mặt với thủ môn và không thể không ghi bàn ở tình huống này. Trong cái tình huống này thì mình vẫn có thể chuyền sang hướng bên kia cho Bruno để dứt điểm nha. Bên Bruno bên kia vẫn trống và khi mà team mình có bóng thì những CMF vẫn dâng lên hỗ trợ tấn công. Bây giờ thì mình sẽ thay những cầu thủ nào đã hết thể lực ha. Mình sẽ thay Son Heung-min vào. Cầu thủ của Tottenham có tốc độ quá tốt cũng như là Jorginho. Chuyền, chỉ số chuyền quá đẹp, chỉ số chuyền tới 90 lần các bạn. Các bạn có thể thấy cái đường chọc khe hồi nãy á, đó là lý do tại sao mình luôn ưu tiên những cầu thủ ở tuyến giữa có đường chuyền tốt. Tại vì khi mà những cầu thủ có đường chuyền tốt, nhiều khi game nó sẽ boost và nó chuyền vượt qua CB và giúp cho sếp mình có một cái vị trí thuận lợi để có thể ghi bàn đối mặt với thủ môn. Trong trường hợp team bạn đang có bóng thì các bạn hãy đừng vội áp sát vào. Chúng ta sẽ be góc cũng như là chúng ta đặt bẫy cho đối phương. Kiểu như là mình muốn cho đối phương chuyền về hướng nào thì chúng ta sẽ be cái hướng đó. Pha này thì team bạn có một pha đánh đầu nhưng mà rất tiếc không vào ở cái pha này. Và mình nghĩ video đến đây chắc cũng sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như các bạn có thắc mắc ý kiến gì về video thì hãy comment xuống bên dưới. Mình sẽ giải đáp cũng như là trả lời những cái thắc mắc đó cho các bạn nha. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì giúp mình bấm vào nút đăng ký kênh để luôn xem những cái video mới nhất từ kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye! Roberto Silva. Now there's a fine ball. Koulibaly eases him off the ball. Neymar.
it's Danny Alves. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Here. It's a decent ball.